Xin chào mọi người, đây là một chị khách hàng đang làm liệu trình dưỡng sau 10 ngày điều trị bằng công nghệ Nubo Slim Minh. Và đặc biệt là chị đã giảm được 5 cân mỡ cùng với 20cm vòng xoay đo đã được loại bỏ. Và đây là chị khách hàng trong khi làm. Tình trạng mà mô mỡ của chị trước khi làm sau sinh rất là tròn trịa, rất là mập, tuy nhiên rất là đáng yêu. Của đấy là 55 cân, béo 55 cân, rất là to. Nhưng mà bây giờ bạn chỉ còn có 48, 49 cân thôi. Người về form rất là chuẩn. Lúc này là mặc váy là size bao nhiêu nhỉ? Đợt đấy là em mặc tận XL đúng không? XL đúng không? Bây giờ size M rồi đúng không? Đấy, chị biết mà, bởi vì hôm nay đến là bảo chị ơi tuyệt vời quá. Thì chị đưa em lên dưỡng là chị xin em là live stream trực tiếp luôn và em đã hài lòng đúng không ạ? Rất là đồng ý. Thì mình cũng nói luôn một chút là trước khi bạn đến này, tình trạng bụng của bạn là mỡ sau sinh rất là to, mô mỡ lỏng, thể trạng mô mỡ lỏng và dạn rất là nhiều. Tình trạng mô mỡ ở dưới phải nói là khủng đúng không? Dày. Tại vì là mô mỡ rất là dày nhưng mà nó lỏng được cái nó lỏng. Và bên mình có điều trị cho bạn và có tư vấn cho bạn, bác sĩ có tư vấn là làm bằng phương pháp là phá hủy mô mỡ Lipo Slimming. Thì với phương pháp đấy thì là không phẫu thuật, không gây đau đớn và bạn rất là hài lòng và muốn làm luôn, điều trị luôn. Bởi với cái tình trạng sau đó thì tình trạng dạ, và hôm nay là bạn làm dưỡng sau khi mình đã điều trị được 10 ngày thì tình trạng dạ hoặc là tình trạng nụ của bạn đấy thì các bạn nhìn xem trực tiếp luôn, đã hoàn toàn mờ hết hẳn luôn, dạ không còn nhiều và mô mỡ xẹp xuống, vòng xoay đo giảm rất nhiều, nhìn vào form đường S-line cơ thể là hiện rõ luôn. Đây thì ai bảo là sau sinh đâu đúng không? Không ai nói là sau sinh nữa đúng không? Tự tin chưa? Ngày trước thì ra đường sợ mặc đồ sản XL. Căn bản là mình vẫn phải cho con bú nên là không ăn kiêng được đúng không? Đây là một công nghệ tuyệt vời mà, tại vì là mình không đưa bất cứ chất gì vào trong cái cơ thể của mình và trong mô mỡ của mình, hoàn toàn bằng sóng siêu vi điện tác động sâu, thậm chí là đi sâu xuống mô mỡ của mình tới 1,3 cm mỡ. Cái độ dày mô mỡ là phá hủy hoàn toàn, vĩnh viễn không quay trở lại nếu bạn không tăng cân. Tại vì phương pháp này nó không gây tích mỡ trở lại, không làm dày mô mỡ của mình lên. Mình giữ form rất là chuẩn, rất là tốt, được lâu dài, bền bỉ và không phải mất thời gian nghỉ dưỡng hay là kiêng hen. Tại vì sao, đang cho con bú thì làm sao bạn em phải kiêng, không được ăn được đúng không? Không thể. Bởi vì em bé vẫn là quan trọng nhất. Đấy. Mà sao cơ thể mình nó vẫn đào thải mỡ một cách tự nhiên, không phải ép cân quá nhiều, tự nó đào thải ra ngoài theo hệ bài tiết của mình thôi, không hề mệt mỏi gì. Về nhà thì ông xã có nhìn này, ông xã có mừng không? Ông xã rồi ai đấy? Thì tại vì hoàn toàn thay đổi rồi mà. Khác nhỏ nhìn đẹp. Thực sự là nhìn ngựa eo đẹp hẳn luôn đấy. Bây giờ đến hình ảnh bây giờ thì không ai nhận ra. Dạn thì hầu như không còn nữa rồi này đấy. Thành eo thì cũng bó vào luôn. Nhìn tức là cái cơ của mình, cái cơ của mình nó săn chắc hơn. Tại vì là sau sinh là mỡ nó lỏng nên là sẽ điều trị nó sẽ về, nó tốc độ đào thải sẽ nhanh hơn đúng không chị? Tại vì sao, mình cố gắng khi mình làm xong liệu trình phá hủy rồi thì Bali có tặng cho mình những buổi dưỡng bằng công nghệ Velox Legacy này, thật là tuyệt vời luôn. Bởi vì là nó là một công nghệ mà sóng xung điều trị đa nhiệt để giúp làm săn chắc cái phần cơ của mình và tạo form, tạo đường S-line trên cơ thể của mình. Nhìn lại ngày xưa thì trông cũng rất là giật mình nhờ. Về thế là mình giảm tổng cộng là bao nhiêu ký và mình giảm được bao nhiêu cm rồi nhỉ? Em giảm là tầm từ 55 xuống 48 cân. À, giảm được 20 cm rồi. À, thế thì nhiều quá chứ nhỉ? Tốc độ đào thải sau 10 ngày như thế nó quá nhiều. Bạn là mỡ sau sinh nên thể trạng nó lỏng nên nó giảm rất là nhanh. Mà thời điểm vàng để giảm mỡ đấy. Mà cái váy XL như này nhìn vẫn bị lộ bụng, mỡ vẫn còn bị. Của bạn là lúc đến là điều trị là mình làm bao nhiêu điểm mỡ chị nhỉ? Tầm mà bạn làm với vòng xoay đo của bạn lúc đó thì bạn làm 35 điểm mỡ đấy. Bụng này, bạn làm tất cả phần bụng trên, bụng dưới và hai bên eo là 35 điểm mỡ của bạn. À, bây giờ về là thôi là lớn xác luôn đúng không? Bây giờ đấy, vẫn cho bây con bú như bình thường, cho con bú bình thường nhưng mà mình cố gắng, mình có chế độ ăn uống hợp lý để mình giữ form như này, bởi vì nó quá là đẹp rồi, quá là tuyệt vời rồi. Với số cân nặng, với số vòng đo bây giờ thì mình cố gắng giữ như vậy. Mình vẫn là hot girl mà đúng không? Không phải là vì là mình là một bà mẹ bỉm sữa mà mình xấu được, mình phải đẹp. Phải đẹp. Trẻ như này là vẫn phải đẹp rồi đúng không? Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi livestream thực tế của Thẩm mỹ quốc tế Bali. Nếu mọi người có vấn đề về cân nặng hoặc là những vấn đề về mỡ dày khó phá hủy bằng tập luyện không thể thanh thải được thì mời mọi người đến với Thẩm mỹ quốc tế Bali để được giải quyết những vấn đề mỡ của mình nhé. Xin cảm ơn và chào mọi người.